Chị à? Chị vào đây chị. Chị vào đây à? Thôi chị vào đây, chị vào đây, chị vào đây. Chị vào đây em ngồi em kiểm tra chút ạ. Chị qua đây, chị qua đây. Được đúng không? Em kiểm tra được ạ. Trước này chị bảo chị mua bao tiền? Chị mua 5.200. 5.200 ạ? 5.200 là bao tiền nhỉ? Trăm mấy nhỉ? Dạ? 120 triệu. Em mở máy ra chút nhá. Mở máy mới kiểm tra được à? Dạ vâng. Chị đã bao giờ đi kiểm tra rồi chị biết. Trước này trước giờ chị mua ở đâu? Em chồng chị muốn tặng chị đấy. À thế ạ. Trong nghề phải biết được đúng không? Dạ vâng. Hay nhỉ. Chị bảo chị mua chiếc này bao tiền cơ? 105.200 đấy. Chiếc này là hàng phách chị nhá. Thế à? Hàng phách rồi chị ạ. Đấy, chị từ từ, chị từ từ, từ từ à, em chụp lại. Hàng phách rồi chị ạ. Phách cái phách loại loại rẻ thôi chị ạ. Em gửi đi, em cứ nào và đi. Trước cái hàng phách rồi. Thật ra thì lúc em cầm em đã biết là phách rồi đúng không? Đã cảm thấy nó là phách rồi. Chị có biết không, Rolex kệ xịn đấy. Tất cả những cái lầy vàng này đều là vàng 18K. Không bao giờ bị bạc đúng không? Mà đây nó xịn hết rồi. Mà kim không? Kim cọc chiếc này dại lắm. Em đang có một chiếc xịn ở đây cho chị xem luôn. Rồi núm nước bạc hết rồi. Hãng xịn không bao giờ nhảy đâu mà. Đây là dây chứ. Nhìn em biết là phát là phách à? À vâng, em chuyên thẩm định đồng hồ mà chị. Đây, chị có chụp lại thì chị quay lại cái máy này luôn. Cho chị quay lại nhé. Vâng. Máy này máy Trung Quốc mà. Vâng. Trước mua ở đâu hả chị? Tí về chị hỏi cho một chị. Vâng. Chị quay luôn để cho là biết luôn, mẹ bằng fake luôn. Vâng. Chị vừa quay à, thì thật ra thì chồng tặng nó là cái đồ kỷ niệm ấy chị. Nó rất là chân quý ấy. Nhưng mà có gì luôn. Phách thì cũng có sao đâu. Nó là cái món quà thôi mà. Không em ạ, chứ sao ông ấy nhờ mua ở đâu đấy? À 2002, em hiểu chị nói không? Dạ vâng, đây chị nhá. Bên trong đáy còn chả có chữ chuyện gì cả. Đây em cho chị xem hàng xịn này. Theo em cái chiếc này mua của bao tiền? Nói chung là không có giá trị đâu ạ. Chị cũng bảo em định giá nó khó lắm. Nói ra cái giá thì nó hơi nhạy cảm. Thấy là chị sang chị bảo luôn. Vâng, đây là chị xem đồ xịn này. Nó rất là nét. Mà chiếc này vàng khung nguyên khối của em á. Ôi đẹp nhỉ em nhờ. Vâng. Đây không có một tí gì đúng không? Chiếc này thì đây chị nhìn này. Đề mi này nó bạc hết rồi. Ừ. Đây. Máy này mà lắp máy Trung Quốc chị ạ. Chứ chưa phải là máy Nhật hay là máy Thụy. Thật ra thì hàng chế tác ấy, họ vẫn lắp máy Thụy Sĩ. Nhưng mà loại đấy thì nó tinh vi hơn. Còn loại này thì em chưa mở máy ra là em đã biết rồi. Thôi lắp là giúp chị ấy. Dạ vâng. Dạ vâng. Đây quá năng lừa đảo đúng không? Mua biết là chết dở nhà em nhỉ? Thật ra thì em cũng không biết là anh chị mua như nào, nhưng mà thường bỏ ra một số tiền lớn như thế ấy, thì sẽ chọn cái cơ sở nó uy tín ấy. Đúng rồi, và nó có giấy cam kết đàng hoàng ấy chị, thì làm sao mà tức là những cái người đấy thì người ta sẽ không cần phải đi thẩm định hay đúng gì rồi, cả không thẩm định đúng không? Chị có Zalo của em và... đấy chị sang chị bảo người luôn đấy chứ. Xấu hổ em ạ. Có gì mà phải xấu hổ đâu chị. Ôi em ở đây em thẩm định cho nhiều khách hàng mà, chị cứ vào kênh của em mà chị biết mà. Thế nên là chị vừa xong chị định bảo để đồng hồ đây mà chị đi là không được đâu, bởi vì em đã thấy là có cái vấn đề rồi. Em nhìn thấy biết ngay rồi đúng không? À, thì đúng không? Mình những cái chiếc như này thì là nhìn là biết, còn nếu mà tinh vi hơn thì phải mở máy chị ạ. À tại sao cái này là bạc đúng không em? Vâng, nó bạc hết rồi, và cả niềng ấy chị. Thì mà nó chị sáng nghĩ mà hơn 100 triệu sao cũng vào 18K được. Vẫn có gì? Đây chiếc này hơn 100 đây. Ui rẻ thôi á. Vâng. Mà vàng khối cả dây luôn. Mở ra đã biết là hàng Trung Quốc đúng không?
chưa cần mở gì ạ, bởi vì chiếc này hàng fake loại thấp ấy, thì nó chưa phải là loại fake cao cấp. Tại vì em tiếp xúc với cả đồ này nhiều rồi mà, cầm cái biết ngay. Em gửi cho chị chụp một cái nhé, để sẽ biết là chị đang đi ra check nhé. Em biết chị yên tâm, một lời em nói ra em phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, nên chị yên tâm. Được chị ạ? Okay. Dạ vâng. Cảm ơn, có gì chị nhắn tin nhé. Dạ vâng vâng. Muốn mua gì thì chị nhắn tin em.